Ôi, chào các bác, chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 28 tháng 7. Em lên video đây có một ít cần. Chỗ này chủ yếu cần cần đơn luôn, có mấy cây cần lua. Các bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285, thể kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969113285. Giá em báo là chưa có phí ship mỗi đơn hàng là 30.000 trên một đơn thôi. Đây là có một số cây các bác có thể săn hàng, nó dài từ có cây 4 mét rưỡi, cây đa số là 7 8 mét, 9 mét. Sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã. Đầu tiên đây cây cần lua máy ngang thôi nhé. Lua máy ngang này, cây này của Duel ấy. Duel Santilope, cây này cần dích thôi, dài 6 feet 3, hai lóng này, dích mát 100 g, lai pe từ 0.6 cho đến 1.5, quen Fuji xích, quen Fuji xích. Dích máy ngang 2, 4, 6, 7, khoen cả bu. Cần còn rất là đẹp thôi nhé. Cần rất đẹp, không có chảy xước gì đâu. Duel dích mát 100 g. Cây này mã C1, gốc 27, ngọn 2,3 ly, nặng 155 g. Cây này có giá 750 thôi. 750. Đẹp thôi nhé, không có chảy xước gì đâu. Nét căng. Tiếp theo mã C2 em đây có cây lua mực nữa nhé. Cây này dài 7 feet 6 này. 7 feet 6, hàng của Quai Quai. Quai Auri Master, cần câu mực. Lua mực made in China ấy. Cây này nó cứng khoảng tầm ML ấy. Cứng khoảng ML. Cần còn rất là đẹp luôn, vẫn còn bọc ni lông, không chảy xước gì. Cái khoen này là khoen xích, khoen phui xích, bù xích. Nhưng mà những cái khoen này thì lại là xứ xám cơ nhé. Những cái khoen này thì lại không phải là khoen xích. Cái khoen này xứ Agolai. Nó có mỗi cái khoen cái với cái bù là bù xích thôi. Quay này thì chắc là các bác chơi đồ bãi nhiều, các bác biết nó khá là phổ biến. Made in China. Giá cây này mã C2, gốc 23, ngọn 1.8, nặng 149 g. Cây này có giá 700.000. 700.000, 7 feet 6, khoảng 2m3, 2m28 gì đó. Tiếp theo mã C3 đây có cây Silvermon Bashir Bass 902MF. Cây này lure 10 đến 30 g, tải từ 8 cho đến 16 lb. Cây này hàng của Suzumi. Suzumi made in China. Suzumi được sản xuất tại Trung Quốc, cán mút quen xích hạng, xích thường ấy. Quen xích thường. Cây này các bác lùa lóc với ok này, lùa lóc, lùa ngão, khoen hãng, bát hãng. Cây này dài 9 feet 2m74. Cây này mã C3, gốc 22, gốc 25, ngọn 2 ly, nặng 140 g. Cây này có giá 400.000. 400 ngàn.
Tiếp theo nữa có cây cần lua 2 khúc này, cây này lua mực. EGI Cutter 6 8 feet 6. 8 feet 6 anh. Quen pad Fuji cán bần. Pad Fuji. Cái quen Fuji. Quen pad Fuji cán bần. Cùng mực cứng tầm ML ấy. Cứng khoảng ML. Lùa mực. Cái này mã C4, gốc 28, ngọn 1,6 ly, nặng 150 gram. Cây này có giá 550, ngoại hình có hơi xước rằm chút, hơi xước rằm chút. Tiếp theo nếu có cây cần lua máy ngang 1 khúc, cây này hàng của Mazograph. Mazograph cây này 6 feet 6 m ấy, dài 2 m, 1,98 m, lure từ 1/4 cho đến 3/4 OZ. Nó tải từ 10 cho đến 16 lb. Ba trên 4 OZ là 21 gram, made in China. Made in China, Mazograph. Quen Fuji 6. Một khúc ấy, cái này một khúc. Một khúc máy ngang. Ngoại hình nó cũ theo thời gian. Cây này mã C5, gốc 25, ngọn 1,7 ly, nặng 112 gram. Cây này có giá 600 nghìn. 600 ngàn. Rồi tiếp theo đây có cây 2 khúc. Cây này cây Alpha Tucker Super Công. Pro Fighter Super Công cứng 80, dài 2,7 m, made in Korea. Sản xuất tại Hàn Quốc, quen Fuji xứ Agulai. Pad Fuji cần đẹp. Cứng 80 2,7. Các bác có thể câu ngâm gồ lăng C. Ngoại hình đẹp quá nhé. Made in Korea. Cái này mã C6, gốc 27, ngọn 3 ly, nặng 306 gram. Cây này có giá 600.000. 600.000. Theo đây có cây cần lua máy ngang. Basswood C60M. Nó lưu rê từ 3/16 cho đến 3/4 OZ. 3/4 OZ là 21 gram, tải từ 8 cho đến 14 lb, made in China. Cây này thì còn rất là đẹp, còn nguyên hộp luôn nhưng mà không thấy cái túi đâu. Máy ngang. Pad hãng quen Fuji. Quen Fuji, pad hãng. Dài 6 feet, 1,83 m. Cái này mã C7 thôi nhé, có giá 400.000. C7, 400.000. Quen Fuji, bát hãng. Tiếp theo đây có cây cần lua máy ngang 1 khúc ấy. Lua máy ngang 1 khúc. Cây này cây Daiwa Phantom. Cây cầm bán súng. Amofo Whitaker. Cây này lưu rê từ 7 cho đến 21 gram, tải từ 8 cho đến 20 lb. Cây này cứng M này, 561 M.
dài 5 feet 6 là 1m68, quen Fuji 6. Quen Fuji 6. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó còn đẹp luôn. Còn đẹp tụ còn hộp luôn. Carbon Whisker. Máy ngang một khúc phản tồn. Cấu tạo phôi. Đây là cấu tạo phôi này. 651 M MLF. 721 g, tải 80-20 lb. 1m68. Sản xuất tại Nhật này. Đầy đủ thông số. Cái này mã C8. Cái này có giá 800.000 thôi. 800.000. Tiếp theo đây có cây cần tay lóng dài thôi nhé. Cây này nó ghi đây thì cứng đều gì dài 9m2. 92 m. Cây này hàng tay to. Được sản xuất tại Hàn Quốc. Chất liệu carbon, hàng chưa qua sử dụng, hàng tồn kho. Cây này nó cứng khoảng tầm 6-7 h, cũng khoảng 6-7 h. Chín mét hai, nó khá là đầm tay. Made in Korea. Thông số dài 9m2, 9 lóng, thu gọn 1m31, hàm lượng carbon 99%, 36.000 yên. Cân thực tế thì nó là bao nhiêu lạng, bao nhiêu gam, nó ghi đây là 471 g. Có vẻ như là không đúng. 695 g thôi nhé. Cái này là 695 g. Hộp của nó nguyên xi, nguyên zin luôn. Túi hộp đầy đủ. Hàng chưa qua sử dụng. Cây này mã C9 có giá 1,5 triệu thôi. 9m2. Cây này các bác có thể đánh đèn ok này. Theo đây có cây tay to nữa. Hyper này cứng đều 9m2. Hàng cũng chưa qua sử dụng.
Cái này nó cứng khoảng 7-8 hắt thôi. Cứng khoảng 7-8 hắt. Nhưng là hàng cho các bác đánh tay to săn hàng. Đánh đen. Siêu đẹp luôn. Không hề có vết chảy vết xước nào ấy. Hàng chưa qua sử dụng. Thông số dài 9m2, thu gọn 1m26, ngọn 1,6 ly. Chín lóng, nặng 720 g, gốc 33,3. Hàm lượng carbon 98%. Sản xuất tại Hàn Quốc. Giá 36.000 yên. Cái này có giá 1 triệu 6 nhé, mã C10. C10 có giá 1 triệu 6. Thì các bác có thể tay to đánh săn hàng, săn niếc thì tùy. Tiếp theo đây có cây ten ryu. Cái này ten ryu naka gawa, ten ryu naka gawa này, spen số 90, dài 9m. Cây này thì nó tương đối là mềm. Đây, cái đọt bé của nó đây. Ở trong cần này thì em thấy về nó có hai cái đọt. Cái đọt này là đọt tháp này, nửa đặc nửa rỗng này. Đầu bu xoay 360. Siêu đẹp luôn. Cái này nó cứng khoảng tầm 5 h, cứng khoảng 5 h. Thân nó bé, cây này thì thân rất là bé luôn. Cây này mà kéo cá chắc cả cái cần nó cong vòng tròn luôn. Sản xuất tại Nhật, hàng tồn kho chưa qua sử dụng. Đây là cái đọt kia của nó nhé, cái đọt thứ hai này. Cái đọt này rất là to luôn, cái đầu đọt này 3 ly. Đọt này hình như mới là cái đọt chính theo cần này. Chính ở trên cần này, nguyên bản ban đầu này. Cây này nó thiết kế cái cần rất là quái oăm luôn. 9m, dài thu gọn 1m38 này, nặng 328 g, 8 lóng này, gốc 23,9, ngọn 3 ly. Ngọn 3 ly. Sản xuất Nhật Bản này. 62.000 yên. Này các bác có thể vừa chơi vừa sưu tầm. Cái ngọn này mới là cái ngọn 3 ly. Còn cái ngọn kia nó có một phẩy mấy ly thôi. Ngọn tháp kia, cái ngọn trên cần nó có một phẩy mấy ly, cái ngọn này mới là ngọn 3 ly. Không hiểu cái cần nó làm cái cần như này mà nó làm cái ngọn 3 ly thì không hiểu là nó câu kiểu gì, là nó sản xuất kiểu gì cũng không không rõ, là không không được dành nhiều lắm. Nhưng cái gốc này rất là bé, cái gốc này có 23,9, 24, cần rất nhẹ, 238 g, đâu 328 g. Cái này mã C11 ấy. Cây C11 này có giá 1,5 triệu, 1,5 triệu.
theo mã C12 này có cây Ryobi. Ryobi 8m1. Hàng tồn kho chưa qua sử dụng. Này các bác đánh đèn săn hàng ok thôi. M1, cây này nó cứng khoảng tầm 7-8 hạt thôi, rút ra thẳng cực kỳ luôn. Này Ryobi Super Carbon Tech 8m1, hàng bao đẹp luôn. Cây này cây này 8m1 này, 7 lóng này. Nặng 490 g, thu gọn 1m3. Đấy. Ngọn 1.9. Gốc 29,7 thôi. Sản xuất tại Nhật. Hàng nội địa chuẩn luôn. Sản xuất Nhật Bản. 8m1. Cây này các bác đánh đen 44 luôn. Cây này mã C12 ấy. C12 cây này có giá 1,5 triệu. 1,5 triệu. Cây này đánh đèn quá ngon. Tiếp theo mã C13 này có cây 9m. 9m, cây này nó xoắn như thanh chắp vặn nữa. Chín mét cứng khoảng 5 h thôi. Cây này nó có một cái hạ lóng 8m1. Xoắn như thanh chắp vằn lên đến tận đọt luôn này. Hồi đó thì nhìn cứ khuê luôn. Các bác vừa chơi vừa sưu tầm. Quá đẹp. Nhìn nó chẳng khác gì thanh chắp vằn. Cái này nó chỉ cứng khoảng 5 h thôi. Long lanh, sản xuất tại Nhật. Đây, nó có cái hạ lóng này. Hạ lóng 8m. Gle cái gì? 58.800 yên, 9m, nặng 345 g. 8 lóng, thu gọn 1m31, ngọn 1,6 ly, gốc 25,8. Cái này các bác có thể câu chép sông, chép suối. Giấy tờ rất đầy đủ ấy. Hàng tồn kho chưa qua sử dụng. Cái này mã C13. Cái này mã C13 các bác nhé, có giá 2 triệu. Trung bình cứng 5 h. Cái
Tiếp theo mã C14 đều có cây Ryobi. Ryobi DX 6 m. Kirameki. Cái này 6 mét tay to luôn. 6 mét săn hàng. Đấy, 6 mét thôi, hàng chưa qua sử dụng. Hàng nói chung cây này thì các bác đánh đen sàn hàng, đánh chép thì chắc là hơi cứng. Cây này 6 m 1, chiều dài thực tế 6 m 1, thu gọn 1 m 36, ngọn 2,3 ly, gốc 31,2, 6 lóng, nặng 425 g. Đó, sản xuất tại Nhật. Cây này mã C14 luôn, có giá 1,5 triệu. 1,5 triệu Ryobi. Tiếp theo mã C15, đây có cây Shimano. Cây Shimano 8 m 1, làm theo phong cách cổ điển, các bác vừa chơi vừa sưu tầm này. Sản xuất tại Nhật. Cứng tầm 5 h, cứ khoảng 5 h, và cánh chép, chép sông, chép suối, chép dịch vụ. Siêu đẹp luôn. Nhìn nó trong veo luôn. Cứng tầm 5 h. Cái này thích hợp anh em chơi, vừa chơi vừa sưu tầm. Không tí vết luôn. Tuyệt vời. 27 là 8 m 1, Shimano Super Carbon 8 m 1, 8 lóng, thu gọn 1 m 3, nặng 430 g, với ngọn 1,2 mm, gốc 27,5, giá được biết 83.500 yên. Cái này có hai đọt quý, cái này nó có hai đọt, đọt ở đây, cái đọt này khá to nhé, đọt này khoảng 1 ly 6 ly 7. Cái đọt này 1 ly 7 thôi. Một cái đọt 1 ly 7, một cái đọt 1 ly 2. Cái này mã C15.
C15, cái này có giá 2 triệu rưỡi. C15 giá 2 triệu rưỡi. Tiếp theo mã C16, hôm nay có cây 4 mét rưỡi vượt cứng. 4 mét 5 vượt cứng, 4 lóng. Cái này cứng đơ luôn. Cái này mang cái đánh chép dịch vụ ấy. Hết hết hồn luôn. Cái cứng đét. Cái này là cứng khoảng tầm 7H thôi. Nhìn 4m5. Hàng chưa qua sử dụng luôn. Siêu đẹp. 4 lóng. Đó, hàng nội địa chuẩn luôn nhé, sản xuất tại Nhật. Thông số đấy, cây này là hàng của Eagle 23.000 yên, 4,5 m, 4 lóng, nặng 190 g, ngọn 1,9 mm, gốc 21,5, thu gọn 1,28 m. Cái này mã C16 có giá 1,4 triệu. C16 có giá 1,4 triệu, nói chung là gốc 21. Gốc 21 thì cầm nó khá là nhỏ, khá là vừa tay. Cái này có cầu dịch vụ, chép dịch vụ thì bao ngon luôn. Tiếp theo mã C17, em đây có cây, nói chung là cây này cũng thuộc hàng tay to rồi. Standard 900 này. Rất là bự. Cái này nó cứng khoảng tầm 8 hắt thôi, nhưng mà 8 hắt thì em đoán mò đâu, thực tế là rút ra nó thẳng cứng lắm. Tích hợp cho anh em đánh đen sàn hàng. Hàng tay to, gốc thì siêu to khổng lồ luôn. Cây này dài 9 mét này. 9 mét 9 lóng. Thu gọn 1m28. Nặng sao nó ghi đây nặng 560 g, em cân thử xem nó phải 560 g. Ủa, 560 g. 560 g, ngọn 2 ly 1. Gốc 34,5. Gốc 34,5. Made in Japan này. Hàng này là của gì đấy? Hãng GFM. GFM. GFM Made in Japan. 32.400 yên. Cái này mã C17. C17 cây này có giá 2 triệu. 2 triệu 9 mét, hàng tay to.
theo mã C18 đây có cây này dài 7m2. 7m2. Sản xuất tại Nhật này. Cây này thích hợp cho anh em đánh chép cầu cảm giác. Hàng chưa qua sử dụng luôn. Siêu đẹp luôn. Cây này đánh chép thì bao phê rồi. Cứng khoảng 5H thôi. Cứng 5H. Cái này đánh chép mình siêu cảm giác. Thân nó bé. M2 6 lóng cứng vừa. 7m2 này, thu gọn 1m35. 6 lóng, ngọn 1,3 mm. Gốc 20,5 thôi, gốc 20,5. Nặng 220 g. Đó. Rất nhẹ. Hàm lượng carbon 99%. 31.000 yên. Cây này mã C18 ấy, có giá 1,5 triệu. C18 có giá 1,5 triệu. Hàng nội địa chuẩn. Theo mã C19, đây có cây NFT Paulop. NFT Paulop. Cây này NFT Paulop 9m. Cây này nó cứng khoảng tầm 5H thôi. Của nó thì rất là đẹp luôn. Cứng khoảng 5H thì cây này có 2 đòn. Hàng tồn kho chưa qua sử dụng. 5H cho anh em đánh chép trên sông chép suối. Chép dịch vụ. Quá đẹp rồi. Cây này dài 9m. 9m. 9 lóng. Thu gọn 1m27,5. Nặng 380 g. Ngọn 1,3 mm. Gốc 28,6. Hàm lượng carbon 99,5%.
sản xuất tại Nhật, NFT Paolo Super, hai đọt luôn này. Đọt này là cái đọt là xoay 360, xoay 360. Cái đọt này xoắn nổi gân. Cái này mã C19 thôi, có giá 2 triệu rưỡi. C19 2 triệu rưỡi. Trên đây em có 19 mã cần, bạn nào chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969 113 285. Em chào toàn thể các bác.